Tử vi tuổi Canh Tuất 1970, tháng 2 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận của con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên, các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì quy luật ngũ hành, tử vi cát hung, nạp vận, hung cát của những gia chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021 sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Và đặc biệt, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi cho các anh chị khi liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Đặc biệt, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tháng 2 âm lịch năm 2021. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 năm 2021 âm lịch. Từ ngày 13 tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi Thành Mộc cục. Xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ, Tuyệt Thân. Đối với những người tuổi Canh Tuất trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 2 năm 2021, tức ngày 21 tháng 3 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Mậu Tuất. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 2 năm 2021, tức ngày mùng 2 tháng 4 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Canh Thìn. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời, để công việc được thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Canh Tuất trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 8 tháng 2 năm 2021, tức ngày 20 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hòa. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 2 năm 2021, tức ngày mùng 1 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu,
họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tử quan tử vi tuổi Canh Tuất 1970 trong tháng 2 âm lịch. Người tuổi Canh Tuất 1970 mệnh Thoa Xuyên Kim là người khá bảo thủ, làm việc luôn cẩn trọng và nghiêm túc. Nếu bản mệnh là cấp trên, có thể yên tâm, dù là chuyện tồi tệ đến đâu, họ cũng có thể vén mây để thấy trời quang. Họ có lòng tự tôn cực kỳ cao, đã làm gì là sẽ làm đến nơi, đến chốn. Theo kênh phong thủy Gia Cát, dù là gặp việc khó khăn, trở ngại, họ cũng không bao giờ nghĩ đến việc ỷ lại vào người khác, mà luôn cố gắng, nỗ lực hết mình, dồn hết sức lực, không làm được thì không bỏ cuộc. Bản tính của họ là thích giúp đỡ những người khác, nhưng không hiểu vì không có duyên giúp người hay chưa biết cách giúp người cho khéo, mà kết quả thường thấy là họ tự ôm rắc rối về bản thân mình. Điểm nổi bật trong tử vi tháng 2 âm lịch của tuổi Canh Tuất chính là sự nghiệp thăng tiến không ngừng, đạt được nhiều thành tựu đáng kể sau thời gian khó khăn liên tiếp. Họ biết cách phát huy năng lực của mình, không hoài phí cơ hội đang được đến. Chuyện làm ăn, kinh doanh cũng có nhiều may mắn hơn. Thực chất là do bản mệnh có sự căn cơ, tính toán, nhìn xa trông rộng nên thu được tiền về tay có phần nhanh chóng hơn người khác. Phương diện tình cảm và sức khỏe cũng tiến triển khá ổn định. Nhìn chung đây là một tháng đáng mong đợi của các gia chủ Canh Tuất sinh năm 1970. Tân âm kim gặp Tuất dương thổ nên gọi là thương quan, nghĩa là bị thân, khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Tuất trong tháng này cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ ở xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra những xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, bản mệnh cần giữ bình tĩnh để đưa ra những phương án hợp lý để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phần lòng những người ở xung quanh mình. Hơn nữa, những gia chủ tuổi Canh Tuất vốn là người thông minh và giỏi chịu đựng. Hầu hết người tuổi Canh Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích. Nhưng bản chất bản mệnh lại khá nóng nảy và cứng đầu. Chỉ cần họ biết tiết chế, ắt hẳn sẽ thăng tiến trong sự nghiệp. Dù làm bất cứ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Bước sang tháng 2 âm lịch để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, thì trong tháng 2 âm lịch, những gia chủ tuổi Canh Tuất nên mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chắt lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Sự nghiệp của tuổi Canh Tuất. Bước sang tháng 2 âm lịch, những gia chủ tuổi Canh Tuất sẽ cần cẩn trọng đường công danh, sự nghiệp. Nhất là các gia chủ đang theo con đường quan vận càng cần chú trọng hơn, cần để ý các mối quan hệ ở xung quanh, tránh xung đột, mâu thuẫn có thể ảnh hưởng tới con đường quan vận của mình. Tháng này, bạn sẽ có những bước đột phá nhất định và có được những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Điều này sẽ có lợi cho hợp tác dự án, lập kế hoạch tiếp thị và cải thiện hiệu quả. Tuổi Canh Tuất sẽ gặp nhiều may mắn và có quý nhân trợ giúp trên con đường sự nghiệp. Những người hoạt động kinh doanh sẽ có cơ hội hợp tác với nhiều đối tác tốt, mở rộng thị trường. Người làm công tác tại các cơ quan sẽ lập được công lao, thăng tiến, được khen thưởng. Tuy vậy, nếu như gia chủ tuổi Canh Tuất không muốn bao nhiêu công sức của mình phấn đấu trước đó bị đổ sông, đổ bể, thì cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình, đừng để bản thân cứ mãi trượt dài trong sai lầm mà không lấy lại được phong độ ban đầu. Ngoài ra, những gia chủ Canh Tuất mang bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác hai vận Dần, Ngọ, Tuất để kích con đường công danh, tài lộc thêm phần nở rộ, thành công. Đồng thời, đây là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Tài lộc của tuổi Canh Tuất. Xem tử vi tuổi Canh Tuất tháng 2 âm lịch, đây là tháng có bất lợi về tài chính đối với nhiều người.
dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại dễ bị hao tài. Cơ hội tích lũy tiền bạc không cao, thu nhập cũng chỉ ở mức đủ ăn, đủ tiêu. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng, giúp bạn cải thiện được phần nào cuộc sống của bản thân mình. Nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Còn với người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhuận nhỏ. Thời điểm này, chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố, cả chủ quan và khách quan. Ngoài ra, mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn. Có nhiều chuyện bạn không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Bạn cũng sẽ gặp phải những tò mò về tài chính của người xung quanh. Việc tiền tài sẽ liên quan đến một số chuyện thị phi không mong muốn. Nếu ai đó có hỏi về thu nhập hay tiền của bạn thì hãy lờ đi, đừng vì cả nể mà rước tai tiếng vào thân. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Canh Tuất nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hành thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội, tình cảm và gia đạo của tuổi Canh Tuất. Đối với Canh Tuất sinh năm 1970, tình yêu và mối quan hệ vào tháng này rất tốt. Có thể quý gia chủ đã từng cãi nhau với bạn đời trước đó, nhưng trong tháng mọi thứ dần được giải quyết. Tuy nhiên, trong gia đình sẽ gặp một số xích mích to tiếng với con cái trong việc học hành, chọn ngành nghề sau này. Hãy lắng nghe nguyện vọng và mong muốn của con. Bên cạnh đó, nam mệnh Canh Tuất nếu vẫn còn độc thân thì tháng này sẽ là tháng đào hoa, khi có nhiều người khác giới biết đến và có thể bắt đầu các mối quan hệ. Nữ mệnh cần tiết chế cảm xúc, chớ vì nóng giận mà làm hỏng mối quan hệ hiện nay. Để tăng cường vận khí và giúp con đường tình duyên được hành thông, rộng mở, quý gia chủ tuổi Canh Tuất nhớ mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ, vợ chồng và cải vận tình duyên cho những người độc thân. Sức khỏe của tuổi Canh Tuất. Trong tháng 2 âm lịch, người tuổi Canh Tuất tâm tình rất vui vẻ, tinh thần phấn chấn, không gặp ốm đau gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, quý gia chủ vẫn cần cân nhắc, tuổi Canh Tuất cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe cho thật tốt. Có thể sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên. Cũng có thể do trên vai gánh vác quá nhiều trách nhiệm, áp lực dồn nặng khiến quý gia chủ không thể nghỉ ngơi hợp lý, đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng. Ngoài ra, với gia chủ tuổi Canh Tuất nên đem theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất của kênh phong thủy Gia Cát để đem lại sức khỏe và sự bình an trong tâm thức. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ đến anh chị và các bạn vận trình tử vi của tuổi Canh Tuất trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu. Mọi phương diện đều khá tốt, nhưng gia chủ tuổi Canh Tuất cần chú ý đến việc cân đối chi tiêu và có khoản tiền dự trữ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Canh Tuất trong tháng 2 âm lịch. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.